Xin chào các bạn. Ở trong số lần này, Trung tâm kế toán tri thức Việt sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về một sắc thuế liên quan đến người lao động là thuế thu nhập cá nhân. Thưa các bạn, thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu tính trên phần thu nhập chịu thuế của cá nhân dựa trên một kỳ tính thuế nhất định và không căn cứ vào nguồn gốc thu nhập. Nguồn gốc thu nhập của cá nhân ở đây có thể là thu nhập từ đầu tư, từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ chuyển nhượng vốn hoặc là có thể thu nhập từ các khoản trúng thưởng hoặc là quà tặng. Và có một điểm nữa là thuế thu nhập cá nhân có liên quan đến tất cả các doanh nghiệp khi họ thực hiện sử dụng người lao động và khó thực hiện chi trả các khoản tiền lương tiền công cho người lao động. Vậy trong số lần này, mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu về sắc thuế thu nhập cá nhân có liên quan đến tiền lương tiền công của người lao động. Mong các bạn sẽ chú ý lắng nghe. Nội dung đầu tiên là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm có cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Vậy cá nhân cư trú là như thế nào? Cá nhân cư trú thường là người Việt Nam và các đối tượng này sẽ phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau. Điều kiện 1 là cá nhân phải có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính theo năm dương lịch 12 tháng, tức là tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết 31 tháng 12 tổng số ngày có mặt tại Việt Nam của cá nhân đó. Nếu vượt quá 180 ngày trở lên thì cá nhân đó được gọi là cá nhân cư trú, hoặc là tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt tại Việt Nam. Mục này thì kế toán các bạn có thể căn cứ trên hộ chiếu do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chứng thực hoặc là căn cứ vào giấy thông hành của cá nhân đó. Điều kiện 2 là cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, nghĩa là cá nhân này có nơi ở thường xuyên, có đăng ký thường trú theo quy định cụ thể của pháp luật về cư trú, hoặc là cá nhân đó có thuê nhà tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, ở với thời hạn thuê làm từ 183 ngày trở lên. Đó là hai điều kiện để xác định cá nhân cư trú. Vậy cá nhân không cư trú là các đối tượng không đáp ứng được hai điều kiện trên và thường là người nước ngoài. Vậy cách tính thuế đối với hai đối tượng này là như thế nào? Các bạn sang nội dung tiếp theo, cách tính thuế thu nhập cá nhân. Để tính thuế thu nhập cá nhân thì kế toán các bạn sẽ phải căn cứ trên hai cách tính là tính trên biểu thuế lũy tiến, biểu thuế suất lũy tiến, và cách tính thứ hai là tính trên biểu thuế toàn phần. Biểu thuế toàn phần là áp dụng cho các đối tượng cá nhân không cư trú, và khi tính thuế thu nhập cá nhân thì các bạn sẽ khấu trừ 20% theo từng lần phát sinh. Và đối tượng chịu thuế toàn phần tiếp theo là đối với các đối tượng lao động không thường xuyên. Các đối tượng lao động không thường xuyên ví dụ như là lao động thời vụ hoặc là lao động vãng lai. Lao động thời vụ nếu các đối tượng này có ký hợp đồng lao động nhưng dưới 3 tháng thì khi phát sinh, đối tượng đó có thể là không bị khấu trừ vào lương 1% nếu cá nhân đó có làm bản cam kết thu nhập một năm không vượt quá 180 triệu. Trường hợp thứ hai là đối với các đối tượng lao động vãng lai phát sinh từng lần, thì nếu từng lần phát sinh có khoản thu nhập lớn hơn là bằng 2 triệu thì cá nhân kế toán có thể là khấu trừ 10% trên thu nhập đó, khấu trừ vào lương 1%. Cách tính thuế thứ hai lợi dụng dựa trên biểu thuế lũy tiến là áp dụng cho các đối tượng là lao động thường xuyên có ký hợp đồng lao động lớn hơn hoặc bằng 3 tháng. Và cách tính thuế theo biểu thuế lũy tiến thì nó không đơn giản như cách tính thuế theo biểu thuế toàn phần. Vậy mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn cái phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến. Để tính thuế theo biểu thuế lũy tiến, các bạn có các bước như sau. Và nhớ là theo biểu thuế lũy tiến chỉ áp dụng cho các đối tượng có thu nhập từ tiền lương, tiền công và là các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động lớn hơn hoặc 3 tháng thôi. Thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng này sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với phần trăm thuế suất của thu nhập cá nhân. Thu nhập tính thuế sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Vậy thu nhập chịu thuế của các khoản giảm trừ là như thế nào? Thu nhập chịu thuế sẽ bằng tổng lương trừ đi thu nhập miễn thuế. Trong đó tổng lương là khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác có tính chất là tiền lương, tiền công. Thứ hai là các khoản miễn thuế. Các khoản miễn thuế ở đây gồm có tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca. Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca nếu cái khoản tiền đó không vượt quá 680.000 đồng trên một tháng. Thứ hai là tiền phụ cấp trang phục bằng tiền mặt. Phụ cấp trang phục bằng tiền mặt nếu không vượt quá 5 triệu đồng trên một người trên một năm. Thứ ba là tiền làm thêm cao hơn tiền làm thêm ca ngày, tức là phần tiền chênh lệch giữa làm thêm và làm thêm ca ngày bình thường. Do thời lượng chương trình có hạn nên mình sẽ chỉ giới thiệu một số khoản như thế này thôi, và các bạn có thể tìm hiểu thêm các khoản giảm trừ, các khoản miễn thuế đối với cá nhân là tại điều 3 thông tư số 111 năm 2013. Nội dung tiếp theo là các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ gồm có giảm trừ gia cảnh. Giảm trừ gia cảnh có nghĩa là giảm trừ gia cảnh là cái khoản giảm trừ đối với bản thân người lao động và đối với những cái đối tượng mà người lao động có nuôi. Ví dụ như là giảm trừ bản thân là cái số tiền người lao động được giữ lại trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, và số tiền này là người lao động được dùng để nuôi sống bản thân mình. Thứ hai là các khoản giảm trừ người phụ thuộc. Ví dụ như người lao động có nuôi bố mẹ già không có sức lao động, có nuôi con nhỏ dưới 18 tuổi hoặc là có trên 18 tuổi nhưng vẫn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, thì các đối tượng đó được gọi là người phụ thuộc. Mỗi người phụ thuộc sẽ được cá nhân sẽ được giữ lại là 3,6 triệu đồng trên một người trong một tháng. Các khoản bảo hiểm bắt buộc cũng thuộc các khoản giảm trừ, ví dụ như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác. Các khoản khuyến học và các khoản ví dụ như là người lao động có lấy tiền lương, tiền công của mình để đóng góp các khoản từ thiện, khuyến học, nhân đạo, thì các khoản tiền này cũng được trừ đi trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Vậy thì thuế suất lũy tiến toàn phần như thế nào? Lũy tiến, bậc thuế lũy tiến gồm có 7 bậc, áp dụng cho các đối tượng có thu nhập từ tiền lương, tiền công và có ký hợp đồng lao động lớn hơn khoảng 3 tháng nhé. Bậc 1 là đối với các đối tượng có thu nhập tính thuế từ 0 đến 5 triệu đồng. Đối tượng này sẽ chịu thuế suất 5% và mình có hai cách tính. Bậc 2 là đối với các đối tượng có thu nhập từ trên 5 đến dưới 10 triệu đồng, chịu thuế suất 10%. Bậc 3 trên 10 đến 18 triệu đồng, 15%. Bậc 4 trên 18 đến 32 triệu đồng, 20%. Bậc 5 trên 32 đến 52 chịu 25%. Trên 52 đến dưới 80 chịu 30%, trên 80 triệu đồng chịu 35%, và cũng có hai cách tính. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái khoảng bậc 1, bậc 2, bậc 3, và khi có đi làm thực tế hoặc là khi trường hợp thực tế các bạn gặp, các bạn cũng làm tương tự, có hai cách tính như sau. Mình sẽ lấy ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến. Ví dụ tính thuế thu nhập cá nhân cho anh Đỗ Tuấn Long trong tháng 1 năm 2015, biết rằng lương thời gian của đối tượng này là 20 triệu đồng, phụ cấp chức vụ 2 triệu đồng, phụ cấp ăn trưa 1 triệu đồng, bảo hiểm trừ vào lương 0,5 triệu đồng, và anh Long có một người phụ thuộc. Tính thuế thu nhập cá nhân thì các bạn tính bắt đầu từ các bước như sau. Thu nhập chịu thuế sẽ bằng tổng lương trừ đi thu nhập miễn thuế, đúng không ạ? Tổng lương của tôi sẽ bằng là thu nhập từ lương thời gian, thu nhập từ các khoản phụ cấp chức vụ và thu nhập từ phụ cấp ăn trưa. Vậy tổng lương sẽ bằng 20 cộng 2 thì cộng với 1 triệu. Trừ đi các khoản miễn thuế, các bạn nhớ có một phần là khoản miễn thuế là các khoản tiền ăn trưa, tiền ăn ca, nhưng nếu vượt quá 680.000 thì nó được gọi là thu nhập chịu thuế rồi. Vậy thu nhập miễn thuế của mình sẽ dừng được 11 là 680. Vậy trừ đi 680 chính là cái phần thu nhập miễn thuế. Vậy đối tượng này thu nhập chịu thuế còn 22,32 triệu đồng. Các khoản giảm trừ gồm có giảm trừ bản thân là 9 triệu. Đối tượng này có một người phụ thuộc, trừ đi 3,6 triệu đồng nữa, và đối tượng này có tham gia bảo hiểm thì mình sẽ trừ đi 0,5 triệu đồng nữa, và các khoản giảm trừ tổng cộng vào 13,1 triệu đồng. Thu nhập tính thuế sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ, nghĩa là bằng 22,32 trừ đi 13,1, và thu nhập tính thuế sẽ bằng 9,22. Các bạn thấy 9,22 triệu đồng thuộc thuế bậc 2, tức là nó nằm trong mốc là trên 5 đến dưới 10 triệu đồng chịu thuế 10%. Và mình sẽ có hai cách tính. Ở đây mình sẽ sử dụng cách tính thứ hai cho đơn giản hơn. Và các bạn lấy 10% nhân với thu nhập tính thuế trừ đi 0,25 triệu đồng. Mình có công thức như sau. Thu nhập tính thuế là 9,22 nhân với 10%, đối tượng này chịu thuế bậc 2, trừ đi 0,25 triệu đồng, và đối tượng này chịu thuế thu nhập cá nhân trong quý 1 năm 2015 bằng 0,672 triệu đồng, tức là bằng 672.000 đồng. Vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng cư trú và cá nhân không cư trú. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các số lần sau. Xin cảm ơn.